Xin chào các bạn và tất cả anh em nha. Thì theo như yêu cầu của một số anh em á, thì hôm nay mình sẽ mà muội review một con xe chuyên đi rừng, địa hình đồi núi anh em ha, để chuyên chở những hàng nặng. Thì theo như mọi người biết rồi, thì ở Tây Nguyên thì địa hình đồi núi rất là nhiều. Nếu như mà đi những dòng xe thông thường thì xe sẽ rất là nhanh hư và có khi là nằm giữa đường đó anh em ha. Thì cần phải nên thiết kế những con xe chắc chắn như thế này để có thể leo núi và đi những cái địa hình đồi núi. Rẫy đất rẫy thì làm nông nghiệp thì nằm ở trên núi đó anh em, thì phải cần những con xe này. Nếu như làm có nông sản thì thiết kế những cái yên như thế này anh em, yên dài như thế này. Mình ngồi thì mình ngồi có khi bà con nông dân á anh em, bà con nông dân mà chở những cái bao ớt thì chắc khoảng cỡ 3 bao, một bao này, hai bao, ba bao thì vẫn có thể chở được trên con xe này anh em ha. Còn nếu như mà những con xe thông thường á thì mình không có thể nào chở được 3 bao, chỉ chở được một bao là có thể là đi không nổi rồi. Ba bao thì mình chỉ ngồi còn ngồi trên cái mõm này thôi. Cái mồm này thôi. Nếu như mà chở 3 bao hàng nông sản đó, và rẫy thì ở xa cho nên người dân cũng thường hay thiết kế những cái thùng đỡ đầu người này anh em. Đây là một cái bình xăng của xe quay đó, hàng vào đây và khoét một cái lỗ này anh em, khoét một cái lỗ bỏ đầu người, ví dụ như miếng vá xe và cái dụng cụ đỡ bấy lốp á. Khi mà nếu như mà lên đi vào rẫy mà không may mà nó bị xẹp lốp thì có thể sử dụng những cái thứ này, và ống bơm cũng đem theo nè mọi người, bơm hơi cũng đem theo để mình có thể vá ngay tại chỗ đó. Và còn có những cái dụng cụ thông thường như những cái đồ phụ tùng thông thường như mà mô bin lửa nè anh em, bô ri đó, những cái thông thường và mô bin sườn cũng có thể bỏ trong này anh em ha. Đối với những bà con mà cũng có biết chút ít gì về xe, mà nên bà con ở đây thì ai cũng biết chút ít gì về xe anh em, những cái thông thường thì bà con biết hết để có thể xử lý. Chứ không may mà nó bị ở trong núi thì ở trong rẫy thì không cách nào mà đem kéo xe gì cho nổi anh em ha. Và thiết kế những cái móc này là đỡ quấn dây, đỡ móc cột đồ anh em, và bốn nhúng, hai cái nhúng sau này là hai cái nhúng của quay RS này nè, quay RS cho nó dài này. Đó. Và nhúng này là thiết kế hay là so chuyên tải. Nếu như mà đi không á nè, đi không mà đi một mình á, thuê xe mà bữa mà đi không, đi vào rẫy không có chuyên chở thì tháo cái nhúng này ra đi cho nó khỏi dòng anh em em. Và bỏ ghép nối đuôi dài nè anh em, đuôi thì nối ra dài thêm một khúc nữa này, dài khá là dài, còn 40 phân nữa anh em. Thường thường thì cái đuôi nó tới đây là hết nè anh em, cái đuôi nó tới đây là hết, mà nối ra dài thêm phân nữa, 40 phân nữa. Và ghép ghép thì xài ghép 61 này nè, ghép đen 61, ghép đen 61. Và kẹp sườn rất là kỹ, xét 14 luôn rồi nè, kẹp bình xăng chống mốt luôn, sườn từ trước ra sau. Và cái miếng xét vơ này anh em là thiết kế cái chỗ đây để mình khi mà bà con nông dân của chúng ta khi mà đi chặt những cái cây đỡ gì cắm cắm cây, ví dụ như mà làm ổ qua dưa leo rồi mình chặt những cái cây đỡ gì mình cắm đó anh em, thì gác một cái cây ngang vào đây đỡ mình chở phía sau này này anh em, cột một cái cây ngang phía sau nữa để mình gác cây thẳng ra này, thẳng ra trước đây mình chở rất là tiện. Và ở trước cũng thiết kế là bốn nhúng
đó, nó chịu lực được tốt hơn này mày. Thánh đĩa đó, nếu như đi núi là dốc, là dốc đứng này nè, xuống nhà là bắt buộc phải cần thánh đĩa. Bốn nhúng chỗ này nên thiết kế bốn nhúng này để nó chịu lực bớt với cái phần này anh em ơi, tại vì cái chàng ba này nó rất là yếu, nếu mà chỗ nặng lâu ngay thì không biết nó gãy lúc nào, cho nên nó cho nên phải thiết kế cái phần này, thiết kế cái phần này để cho nó chịu lực bớt với cái chàng ba anh em ơi. Và bỏ cái cặp đao FX, đao của những cái xe FX ngày xưa đó anh em, rất là chắc chắn. Còn nếu như mà không bỏ đao FX thì bà con thường bỏ cái đao sắt, cái đao bằng sắt ở phía sau đó. Và máy thì ngày xưa thì làm nên máy lớn, mà hiện tại bữa nay thì máy nhỏ vẫn chạy được anh em ha, tại vì nó có những cái dòng nhông lớn. À, nhông ví dụ như nhông 5760 thì không có cần làm máy. Mà nếu như mà những bà con nào mà có điều kiện á, thì họ cũng làm lên cái máy bơm nước rời dân lớn, máy 110 anh em, chạy cho nó lực. Đờ đốm đầy đủ và không có cái chân thánh anh em ơi, không có chân thánh, không có chân thánh này. Ở tại vì địa hình đồi núi ở đây thì nếu như mà đất đá rồi nhiều anh em thì nó lồi lõm. Mà nếu như thiết kế chân thánh thì nếu như xuống dốc mình chở đồ nhiều á, thiết kế chân thánh mình dậm xuống mà lỡ cục đá nó cao như thế này, dậm xuống trúng cục đá thì rất là nguy hiểm. Cho nên không thiết kế cái chân thánh mà thiết kế cái phần thánh tay luôn anh em ha. Đó, thiết kế cái phần thánh tay luôn. Đây, thánh tay là ra thánh sâu luôn này nè, giống như xe tay ga vậy đó. Đó, mua một cái da thánh của xe tay ga Attila hay gì đó là mình đổ vào. Đây là cái da thánh xe rim bình thường và nối một cái khúc đồ thánh nữa này anh em. Cái này là mình hàng cái con Eru vô đây, mình có thể dặn ra dặn vô này, thay thớ này anh em ơi. Rồi có một đủ là xo kéo luôn, là xo kéo không đủ cột luôn ở dây xu. Đó, và thiết kế cái chân chống thì cũng chân chống độ luôn này, cái chân chống rin thì nó nằm ở dưới lốc máy thì bỏ luôn cái phần chân gác luôn, bỏ luôn cái phần chân gác, bỏ luôn cái phần chân gác đỡ mình đi vào đường rẫy á, đường hẹp thì nó khỏi cạ vào cái cây này, khỏi cạ vào cây gốc, chắc rỡ dỡ gây nguy hiểm. Và chân số thì cũng độ lên cao luôn, đỡ tránh cái tình trạng va vẹt ở dưới thấp. Chớ cái chân số lại này, cái chân số thì thay vì là từ đây nó nằm xuống dưới đây thì mình đổ lên một khúc nữa này, bỏ luôn cái phần chân gác phía dưới ra. Đó, và xài nhông thì nhông 60 này nè, nhông 60 răng. Ở trước thì xài nhông 8 răng này nè, thì núi nào mà nó leo không nổi đúng không em. Ống thông hơi, ống thông hơi của máy thì được đưa lên phần trên cao để khi mình qua nước mà lỡ xe nó tắt máy nè thì nó sẽ không hút ngược cái nước vào trong cái máy này, sẽ gây nhanh hỏng xe này nè. Đó,
đây là tổng thể cái xe dành đi rẫy, đi rừng của bà con ở vùng An Khê, Gia Lai, Tây Nguyên, chỗ Vinh anh em ha. Và anh em có thắc mắc gì về những cái câu xe này nữa thì hãy comment bên dưới, Vinh sẽ trả lời cho anh em ha. Và Vinh nghĩ thì thế này là khá tương đối là đủ rồi anh em ơi. Ghép đen thì xài trục 12 nè anh em. Trục này là trục 12, không cài trục nhỏ nè anh em. Cái gì mình cũng lên lớn hết. Mà nhất thiết xe cũ cũ nha, nhưng mà phải thiết kế cái bộ đờ nè anh em. Bộ đờ khi mà lên dốc rồi lỡ mà nó tuột, nó tắt máy á, đồ hàng nặng thì mình không thể nào mình đạp được, thì mình phải có cái đờ là hay nhất. Đó, vậy là cái video chia sẻ của Vinh hôm nay đến là kết thúc. Chúc anh em nhiều sức khỏe, thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và nếu yêu mến Vinh thì đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Vinh anh em nhé, để Vinh có thêm động lực làm những video sau được tốt hơn, được hoàn hảo hơn.